Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin địa phương huyện Bến Cầu của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý khán giả điểm qua những tin chính sau đây. Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ mặt trận cơ sở năm 2024. Bến Cầu tổ chức chương trình Giao nắng chuyển yêu thương. Sáng ngày 9 tháng 9, Trung tâm Chính trị huyện Bến Cầu phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2024. Tham gia lớp học có 30 học viên là cán bộ thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính xã thị trấn. Trong thời gian thực học 4 ngày rưỡi, từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024, các học viên sẽ được tiếp thu 5 chuyên đề như một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hệ thống chính trị ở Việt Nam, những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nghe báo cáo một chuyên đề bổ sung tình hình dân tộc tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức cho học viên đi sâu vào thảo luận và viết bài thu hoạch cuối khóa. Sáng ngày 10 tháng 9, tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Địa Đạo Lợi Thuận, huyện đoàn, hội đồng đội huyện Bến Cầu tổ chức hội thi khéo tay vui Trung thu năm 2024. Với chủ đề Trung thu nhớ Bác, có 9 đơn vị hội đồng xã thị trấn và các liên đội trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Mỗi đơn vị có 11 học sinh tham gia và tranh tài ở 3 phần thi như thi dán lồng đèn Trung thu, thi hóa trang chị Hằng, chú Cụi, có biểu diễn thuyết trình từ những vật liệu tái chế và thi trang trí mâm cổ Trung thu. Hội thi là một sân chơi bổ ích, lành mạnh, vui tươi và rất sinh động, thu hút các em thể hiện sự sáng tạo, kỹ thuật khéo tay ở các phần thi. Qua một buổi hội thi tranh tài, ban tổ chức trao 18 giải thưởng. Kết quả ở phần thi hóa trang, biểu diễn chị Hằng, chú Cụi, đơn vị xã Long Thuận xuất sắc đạt giải nhất. Phần thi dán lồng đèn Trung thu, đơn vị xã An Thành xuất sắc đạt giải nhất và đơn vị xã Long Chữ xuất sắc đạt giải nhất ở thi trang trí mâm cổ Trung thu năm nay. Sáng ngày 10 tháng 9, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu tổ chức hội thi song ca cổ và bài bản tài tử huyện Bến Cầu năm 2024 với chủ đề Bến Cầu tình đất tình người. Đến dự có bà Phan Thị Mỹ Linh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện, cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn về tham dự. Tham dự hội thi có 10 đôi song ca đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng. Các đôi song ca tham gia trình bày một bài vũng cổ và một lớp trong 20 bài bản tổ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước con người Việt Nam và phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đôi song ca Thanh Hiếu Ngọc Dung đến từ xã An Thạnh, giải nhì thuộc về đội Long Phước, hai giải ba thuộc về xã Long Thuận và Long Chữ, hai giải khuyến khích thuộc về đơn vị xã thị trấn Long Khánh. Ngày 7 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập Cộng đồng xã Long Phước, huyện đoàn Bến Cầu phối hợp cùng công ty cổ phần 247 Express tổ chức chương trình Giao nắng trao yêu thương. Tại chương trình, các em học sinh đã được giao lưu với chị Nguyễn Thị Ngọc Châu, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Công ty cổ phần 247 Express đã trao tặng một khu vui chơi thiếu nhi cho Ủy ban Nhân dân xã Long Phước, tặng 60 thùng nước sơn để thực hiện sửa chữa nhà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã Long Phước, Long Giang, Long Chữ và trao gần 300 phần quà gồm bánh, sữa, tập viết cho học sinh trên địa bàn xã Long Phước với tổng kinh phí 170 triệu đồng do công ty cổ phần 247 Express tài trợ toàn bộ. Sinh ra trong một gia đình nông dân, ông Nguyễn Văn Hoa sinh năm 1968, ngụ ấp Bầu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, có 4 người con, hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, cần được các mạnh thường quân giúp đỡ. Cách đây hơn 8 năm, năm 2016, trong một lần đi làm mướn, anh Hòa bị tai nạn giao thông, gây chấn thương não, liệt bán thân, phải nằm một chỗ, không chủ động trong sinh hoạt cá nhân. Dù gia đình đã bán đi 0,2 hectare đất ruộng duy nhất của cha mẹ cho để đi điều trị ở nhiều nơi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Lại thêm vợ ông là bà Bước, mang trong người bệnh lý tiểu đường ngày càng trở nặng hơn, hạ đường huyết và tử vong vào tháng 8 năm 2024 vừa qua.
hoàn cảnh gia đình ông Khoa, ngụ ấp Bào Tràm Lớn, xã Tiên Thuận rất đáng thương, mong mỏi sự chia sẻ và giúp đỡ của mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin huyện Bến Cầu hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ 20 phút thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên các hạ tầng của TTV11. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.